Đai châu Thái hàng ôm gỗ bảng 2 cây. Ôi, đẹp lắm mọi người. Hàng thuần năm thứ tư, bước sang năm thứ năm rồi. Đây này, một bảng này của nó có 2 cây này. Tất cả những cái mặt hoa thì em sẽ ghi ở trên màn hình cho các bác lựa chọn nhé. Đó, một bảng 2 cây. Một cây thì dao động khoảng tầm 4 đến 5 cặp lá. 100% là bảng nào cũng đang có nụ rồi nhá. Đây mọi người nhìn cho em này. Như những cái hàng thuần này về bây giờ các bác chỉ việc ngoặc móc treo lên chơi thôi. Giá cho một cái bảng ôm gỗ này là 280.000. 280.000 là chưa bao gồm phí vận chuyển mọi người nhá. Phí vận chuyển các bác kèm thêm cho em 30.000 nữa ạ. Trong trường hợp các bác lấy số lượng nhiều thì bên nhà em sẽ hỗ trợ ship cho mọi người. Đây mọi người nhìn cho em này. Dễ này, dễ sữa nó ra này. Cây nó khỏe vô cùng luôn. Các bác mà thích chơi dày hoa, sai hoa, thích chơi những cái bụi to thì mình có thể làm ốp lưng. Các bác làm cho em hai bảng như này này, ốp lưng vào nhau cũng được. Đấy là trong trường hợp các bác thích treo treo ghép gỗ như này nhá, thì mình ốp lưng hai bảng vào như thế này này. Còn nếu mà các bác thích trồng chậu thì mình làm cho em một giò này cũng cho vào chậu được. Mà ba giò các bác xếp hình tam giác ạ. Ba giò vào một chậu, hoa nó ra nó sai vô cùng luôn ạ. Em có đủ tất cả các mặt hoa như ở trên màn hình mọi người nhá. Các bác yêu cầu cái mặt hoa gì khi mà các bác đặt hàng thì các bác nói cho em sẽ chọn cho mọi người nhá. Đây này, to đẹp luôn, hàng em bao đẹp bao lỗi lá cho các bác. Đai châu Thái các bác nhá. Cái hàng này nó là hàng thuần, nhưng mà là vì là em ôm lô được ở bên vườn bên Thái người ta xả hàng ấy ạ. Cho nên em sẽ để cho các bác cái giá hàng thuần bằng giá hàng kg nhá. Có nghĩa là 350.000 một kg đấy ạ. Ở đây em sẽ cân thử lên cho mọi người này. Chỗ này được gần 1 cân nhá, gần 1 cân. 1 cân này thì được tầm 4 cây nhá, 1 cân được tầm 4 cây. Hàng thì lưu ý với các bác này là hàng nó không được đẹp mướt mát miên man. Nó sẽ hơi bị lỗi lá một tẹo, tình trạng lỗi lá đây mọi người nhìn cho em này. Có nghĩa là hơi bị xước lá một tẹo thôi nhá. Còn là lá ngọn thì còn nguyên. Đảm bảo là lá ngọn còn nguyên. Chỉ có điều là lỗi lá là thứ nhất là lá nó hơi bị sứt một tẹo, hoặc là nó bị bỏ lá chân. Đó. Cái này là hàng thuần rồi, về bây giờ các bác cứ treo lên cho em. Mọi người muốn ghép vào lũa ạ, thì các bác bỏ cái chậu to bên ngoài ra nhá. Mình ép luôn cái chậu nhỏ bên trong. Đây, dễ này. Dễ rủng lủng củng chưa? Đó. Các bác mua cái hàng này lợi rất là nhiều luôn. Mà cái hàng này thì em bảo hành cho mọi người là 100% năm nay nó có hoa nhá. Cái lô này thì em có đủ màu luôn, nên là các bác tha hồ lựa chọn ạ. Đây, màu thứ nhất này, bò sữa này. Màu thứ hai là màu cam lửa nhá. Toàn là màu yêu thôi mọi người ơi. Vì là cái này là toàn là màu tuyển mà. Cái cam lửa này, cái cam này thì nó có hai màu. Một là màu cam lửa này, nó màu nhạt hơn này. Và hai là màu cam cháy nó đậm hơn mọi người nhá. Và màu vàng này, màu vàng này là màu vàng tươi, vàng lông gà non ấy ạ. Màu đỏ nhá, màu đỏ hồng này. Cái này nó là cái màu đỏ tím ấy ạ, cái màu tím ấy ạ. Tím đỏ, nó ra cái màu hồng, màu đẹp lắm mọi người. Đốm này, em còn một màu nữa, nó là cái màu màu đỏ cherry. Đây, đây nhá. Em có cả cái màu nó na ná giống cái màu rừng của mình. Nhưng mà cái màu này nhìn nó đẹp hơn mọi người ơi, đây này. Cái màu này này, nó gần giống cái bông hà rừng của mình nhá. Nhưng mà cái màu trắng tím của Thái này, nhìn nó đẹp hơn. Nó nhiều, cái màu tím của nó ấy nó đậm hơn một tẹo nhá. Mà nó cũng nhiều màu tím hơn. Nhiều màu lắm, cho nên là các bác thích màu nào thì các bác cứ nói rõ cho em để em chọn cho mọi người nhá. Còn hàng thì em bán là 350.000 một kg. Một kg này nó được khoảng tầm 4 cây. Hàng nó hơi bị lỗi một tẹo, có thể là bị mất lá chân. Hoặc là nó hơi bị lỗi lá một tí. Đây, chứ không có đẹp mướt mát miên man đây này. Những này là do cái dây thép treo cây nó cọ vào thôi nhá. Đây hoặc như thế này này. Cái này nó hơi bị cháy lá một tẹo này. Châm rồng đỏ, hàng hoa chuẩn Tết của nhà em vừa cập bến rồi đây ạ. Hàng chuẩn đẹp luôn các bác nhá. 100% thân tơ tít này. Đây mọi người ơi. Đẹp lắm, đẹp xuất sắc luôn. Cái dòng trầm này thì hoa của nó siêu thơm rồi ạ. Hoa thơm nhá, mà cực kỳ bền. Dày hoa. Đây mọi người nhìn cho em này.
đẹp lắm, màu này là màu tím đỏ rực rỡ luôn ạ. Cái dòng này thì các bác có thể treo cũng được, mà mọi người để bàn trà cũng được nhá. Vì là hôm nay em về cái lô trầm này này, thân nó vừa phải, thân nó cao vừa phải, nó không quá cao nhá, cho nên mọi người để bàn trà được. Đây, trung bình một chậu này thì nó cứ dao động khoảng tầm 3-4 thân. Chiều dài của một thân thì nó dao động từ 40cm đổ lên nhá. Những cái chậu nào được 4 thân như thế này này thì là thân nó sẽ hơi ngắn một chút. Còn những cái chậu nào mà được 3 thân nhá thì thân nó sẽ dài. Đây mọi người nhìn cho em này, so sánh luôn nhá. Và giá cho một chậu này là 130.000. Các bác mua combo 2 chậu em sẽ bao ship cho mọi người nhá. Còn mọi người lấy một chậu thì vui lòng kèm cho em 30.000 tiền ship ạ. Đây các bác có nhìn thấy không ạ? Chênh lệch nhau rõ luôn nhá. Để tránh tình trạng là các bác lại bảo là em nói ở trên video được 4 ngọn mà sao lại dao có 3 ngọn là như thế nào nhá. Đây mọi người có thể so sánh luôn này. Cái chậu 4 ngọn này thân nó sẽ ngắn hơn cái chậu 3 ngọn. Đó. Thế nhưng mà toàn bộ 3 ngọn hay 4 ngọn thì 100% nó sẽ ra hoa chuẩn Tết năm nay cho các bác chơi nhá. Này. Em xin lưu ý lại các bác một xíu này. Là như mọi người nhìn thấy nhá. Vàng lá này. Thi thoảng sẽ có một vài cái lá nó vàng là không phải vàng bệnh nhá. Những cái dòng trầm này thì bao giờ nó sẽ phải vàng lá. Nó xuống hết lá thì nó mới ra hoa được. Khi nào mà các bác nhìn cho em cái thân này này, nó như một cái thân cây khô ấy ạ. Nó không còn tí lá nào nữa ạ. Thì bắt đầu hoa nó mới nảy ra nhá. À thêm một cái lưu ý nho nhỏ nữa ạ. Mọi người để ý cho em phần gốc này. Nhà em bao giờ nhà em cũng sẽ phải bịt giấy báo và dính băng dính vào đây để cho nó không bị đổ giá thẻ ra ấy ạ. Khi mà các bác nhận hàng thì mọi người giúp em, mọi người lấy cho em cái kéo các bác cắt ra nhá. Chứ các bác đừng có cầm băng dính các bác giật cả cụm lên là nó sẽ lôi hết cả gốc cả rễ ra nhá. Đó, đây này. Đẹp lắm mọi người ơi. Hàng trầm rồng đỏ chuẩn xịn. Hoa thơm nức nở luôn nhá. Thân lá đẹp luôn này. Hôm nay em về được hai cái mặt hoa này. Yêu cực kỳ luôn các bác nhá. Hồng ngọc mát xước và thiên long trầm ạ. Đây mọi người ơi. Đây là mặt bông của thiên long trầm này. Cái dòng này thì bông của nó là bông to đại. Cực kỳ to luôn. Mắt nó như mắt trâu luôn nhá. Thơm. Trầm thì cái dòng trầm nào nó cũng thơm rồi ạ. Đặc biệt là nó cực kỳ là bền hoa nhá. Đây còn mặt bông của cái hồng ngọc mắt xước đấy ạ. Các bác nhìn nó nét chưa? Cái môi của nó còn tua 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 nhá. Hai cái màu bông này thì màu chủ đạo của nó là màu tím nhá. Chủ đạo là màu tím. Nó sẽ hơi pha một chút màu đỏ của mắt. Và một chút màu trắng của cái lưỡi nhá. Ngày hôm nay thì em sẽ lên cho các bác một combo 3 chậu với giá là 250.000. Và cái giá này là giá em bao ship cho mọi người rồi nhá. Nên là trong một cái combo đấy các bác muốn lấy cái dòng nào thì khi mà đặt hàng thì bác nói rõ cho em nhá. Đây là cái dòng trầm này. Thiên long trầm nhá. Thì thân nó sẽ nù và nó ngắn. Còn cái hồng ngọc mắt xước này. Để cho các bác phân biệt hai loại luôn nhá. Hồng ngọc mắt xước này thì thân nó sẽ nhỏ hơn. Và nó sẽ dài hơn một chút nhá. Và cả hai cái dòng này thì hiện tại bây giờ là phần lớn là nó đã thắt ngọn rồi. Cho nên là thời điểm này về các bác cắt nước cho em để mình chơi hoa kịp Tết nhá. Đây này các bác nhìn cho em này. Nó đang bắt đầu nó xuất hiện cái tình trạng xuống lá để chờ hoa rồi nhá. Đó. Một chậu như thế này thì nó cứ trung bình nó được tầm 3-4 thân một chậu cả nhà nhá. Hàng nhà em ở những cái chậu này là nhà em trồng dớn, cho nên là về bây giờ thì các bác gia cố lại cho em cái phần gốc nhá. Mọi người trồng bằng dớn vụn hoặc là vỏ thông vụn đều được ạ. Đẹp lắm, hàng đẹp lắm. Đây này các bác nhìn này, thắt ngọn rồi này. Trầm này thì gần như là thắt ngọn hết rồi. Còn cái hồng ngọc thì vẫn còn một số ngọn. Nó là cái phần mầm gốc nó đang lên ấy ạ. Những cái thân dài dài thì cũng thắt ngọn gần như là hết rồi. Này, thân trầm này, đẹp chưa? Ôi, mê ly luôn. 250.000 một combo 3 chậu em bao ship nhá. Đây là trong cái combo 3 chậu đấy các bác muốn lấy cái loại nào thì lấy ạ. Còn đây nó là cái dòng Vanda mẫu tử của nhà em ạ. Em có hai kiểu dáng cây này.
thứ nhất là dáng cây cao thì nó sẽ có một mẹ và một con. Kiểu dáng thứ hai nó là một bụi nhá, một mẹ và nhiều con. Đó, rất là đẹp luôn. Và cái dòng Vanda này thì em sẽ đi theo combo, một combo hai chậu có giá là 300.000. Trong trường hợp các bác mua gộp đơn nhá, mọi người lưu ý cho em này, mọi người mua gộp đơn nghĩa là các bác mua một cái mặt hàng bất kỳ rồi các bác muốn gộp một cây Vanda để sưu tầm thì giá của nó là 170.000 nhá. Còn không là em bán một combo hai chậu với giá là 300.000 và em không bán lẻ mọi người nhá. Phí ship đồng giá là 30.000 một thùng hàng, thùng to thùng nhỏ ship đồng giá như nhau. Đây em sẽ lấy cho mọi người xem một số mặt hoa của nó này. Đầu tiên là màu hồng nhá. Màu hồng này nó là màu dạng màu hồng da báo ấy ạ. Màu hồng da báo một này. Màu tím này. Tím này là tím Huế. Rất là đẹp luôn. Màu hồng này. Đỏ hồng nhá. Đây là màu đỏ hồng các bác nhá. Thêm một cái màu nữa là màu xanh blue. Đây. Nó có tất cả là 4 màu ạ. Hàng hiện tại bây giờ là nó đang sưng nụ cả nhà nhá. Cái dòng Vanda này thì nó ra hoa quanh năm. Một năm nó sẽ ra mấy đợt hoa cơ cho nên các bác yên tâm. Và Vanda này thì bông cực kỳ to. Hoa rất là bền. Đây này mọi người nhìn cho em này. Cái này nó là hàng dễ gió cho nên là mọi người về cứ để nguyên như này treo lên thôi. Không cần phải cho giá thẻ gì vào cái phần gốc của nó đâu nhá. Em chỉ lưu ý với các bác một xíu là cái lá Vanda này thì nó là cái dòng lá giòn. Cho nên là vận chuyển nó không tránh được, nó hơi bị nứt lá một chút. Hoặc là nó bị, đây này, rách rách một chút lá như thế này nhá. Thì cái này thì rất là mong các bác thông cảm cho nhà vườn ạ. Nó không đến nỗi đâu, cái này là lỗi không đáng kể nhá. Gọi là thi thoảng thôi ạ. Chứ còn để mà mứt mát đẹp 100% thì cái dòng Vanda này không có đâu nhá. Em giới thiệu tiếp đến các bác cái dòng cây Corat Koki của nhà em này. Đẹp chưa các bác? Một cây như thế này nó có giá là 250.000 nhá. Các bác lấy từ 2 cây trở lên thì em sẽ bao ship cho mọi người. Còn mọi người lấy một cây thì vui lòng cộng cho em 30.000 phí ship nữa nhá. Đó, trung bình một cây này thì nó cứ dao động khoảng tầm 8-9 cặp lá. Hàng em bao đẹp, bao lỗi lá cho cả nhà này. Cái Corat Koki này thì mùa hoa của nó sẽ thường thường là tầm từ tháng 10 đến Tết nhá. Mặt bông này mọi người này. Cái Koki này thì hoa của nó cực kỳ thơm, bông to tròn. Trắng tím nhá. Nó sẽ có cái màu cái Koki này nó sẽ có hai màu, một loại là trắng tím, tím đậm như thế này này, còn một loại nó là sẽ là ra cái màu hơi phớt hồng một tẹo nhá. Có nghĩa là cái màu hồng hồng như kiểu là hồng cánh sen ấy ạ. Đó. Để mà nói về cái độ bền của cái dòng Koki này thì nó sống cực kỳ dai luôn. Cái độ bền của hoa nó bền vô cùng luôn. Các bác chơi trên một tháng nhá. Đây mọi người nhìn cho em này. Một chậu một cây các bác nhá. Một chậu nó chỉ có một cây thôi ạ. Hàng lá xếp rất là đẹp luôn. Hàng em bao đẹp bao lỗ lá cho cả nhà. 250.000 một cây. Từ 2 cây trở lên em sẽ bao ship cho các bác nhé.